con đi. Răng cung đi rồi trở lại. Cung trời trả đời. Các con ơi, nghiệp nặng trăng trả đường xa. Bao năm ở chốn trần ai, tu dành tu vượt đắng cay nhà nhồi. Nay trăng viên cha trở lại, mong các con nhận ngại để ra cầu. Bao năm rồi ở mãi trần hầu, gian nan gánh chịu mà chiếc cồn đầu xem lo. Thời tất cả giờ này còn lao khổ, chén đò này mà có chỗ người chẳng bước lên. Nay trăng viên thượng ngôn cha trở lại, muốn xác trần mà để đóng lại dây cha. Thương các con tất cả nhà nhà, bao năm nhồi giá dễ mà chẳng yên. Răng tu đi có cha đợi chiến đò này, diêu trì Phật mẫu còn rầu dưới lo. Bao năm rồi lái đò không dựng được, cũng vì các con trần sẽ chẳng được chữ tu. Tu danh tu lợi lưu bù, tiền ơi dưới bạc mà giờ này còn gian nan. Cha định lập đời trở lại, quỷ giết hàng linh lập đại có rồi. Trần gian có đứng chẳng biết ngồi, không lo tu sửa thì thời dừng an. Hỡi các con ơi, ráng về có cha xá tội, nghiệp có dây ráng trả đừng giải thêm. Đêm nay đủ năm tất cả hiện tiền, thượng quân trở lại ngoặt chất giao khiên từng người. Đò gấp rút rồi còn chờ chi nữa, ra đi gọi rửa nghiệp căn. Thương con Ngọc Đế hạ trần, Ngọc Hoàng xuống thế mà lửa lần vàng tháp. Sợ tất cả bao trên chót trên đò chiều, chẳng được nước đưa. Bao năm rồi sớm tối chiều đưa, chắc con trở lại mà mũi dưa nhớ đám lòng. Nay thượng nguồn cha trở lại, xa căn xa nghiệp cần lao. Tụ đi gấp rút đặng vào, có tên có tuổi đặng cha đờ chậm công. Hỡi các linh căn có mặt, các con mấy năm rồi sớm tắt xong chưa? Đề thi sắp sẵn đã rồi, các con học thuộc lòng hãy quên hết. Xứng ông to bà bự trần hồng, xuống trần chẳng biết lập công là gì. Ham danh lợi quên đi đạo đức, quên đồng tiền mà quên cả hàng vạn chúng sanh. Tấu trình Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Thái Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Thái Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Thái Cực Thiên Tôn. Hôm nay ngày 15 thượng quân tháng giêng của năm Đinh Dậu, chúng con quy tụ về đây chầu cha, xin cha xá tội. Gồm có đoàn là 19 đoàn, tổng số người là 1239 đứa con, xin cha xá tội. Bao nhiêu? 1239 đứa con. 1307 đứa. Trần gian xuất lại còn quên các tên các tuổi các con chịu không đi. Lại đi cô bé. Dạ cha, đoàn số 1 Đinh Thị Đúng, Kiến Tường, Quá Long An. Đoàn số 1 ai đâu, Đinh Thị Đúng đâu, đoàn số 1 273 đứa con. Đúng đây, đoàn số 1 tôi. Đúng đoàn số 1. Số 1 ra chào. Đúng đoàn số 1. Đúng đoàn số 1. Đúng đoàn số 1. Đúng đoàn số 1. Lại ba lại. Lại ba lại năm. Đoàn nèo lái chiếc đò, thăm con chưa dựng chiếc đò còn lung lay. Đông giai người đạo kéo dài trần tục, mấy năm rồi bánh dẫn đông chưa nguội dần. Khẩu lời tỉnh bớt lại con, cha cho nhãn có sáng ngời nhìn phương phương nghe chưa. Khẩu lời tỉnh bớt
tâm tánh nhỏ nhặn lại, không đừng hở ra cha phạt mẹ rầy. Cha nào phạt trẻ giờ đây, hở ra nói cha phạt cha rầy. Cổ quyền thất tổ chuyển xây trở lại, màn chốt rồi về hầu lễ cùng sinh. Các con dạy dỗ không xong màn này, cổ quyền chịu tội. Lại 136 tiếng họ bây giờ về chầu được có 52 thôi, còn bao nhiêu chưa vào được. Con cháu dạy chưa xong, lập công chưa dựng, đạo đồng chưa yên. 52 họ được trở về rồi, 136 tiếng họ mà mới được về có 52 thôi. Thượng quân già này cha sắp lại, từ đây có hạ quân tăng 10, cứ quyền quậy dạo cháu không xong, đừng trách lệnh ông không xa tội. Còn các con trần trang làm lỗi cho ta, còn hỏi các binh các hiện giờ sai đường chặt lối, màn này cha diệt không để nữa. Thành phần xin cha xin mẹ, đại lên căn trung căn thừa căn tiểu căn, không xong màn màn chốt rồi, không còn luôn chiều nữa. Cha quỷ nghiệp không để nữa. Đáng lập công, nay đòn con có 132 đứa con còn khổ, khổ tâm khổ xác còn tiền làm đâu có nặng mua tiền tiêu hao. Cuộc đời mình trước ra sao, nay cha chết cái đứa này tội nguyện. Còn phần con về khổ lời bớt lại, đừng nóng tánh nữa nghe con. Đáng lái đò đưa rước lập công của đức nặng về, ngày sau mở hội Long Hoa, cha cho trở lại để nhẹ nhàng tấm thân. Cho đầu có 10 điểm. Dạ, gia đạo của ai? Nguyễn Thị Thu Ba Bến Trang rồi có. Con đầu tàu gương mẫu, con lập công bồi đất cả đời, lời con nguyện cầu xin cha cho nguyện đồ đó nghe chưa. Giờ ráng lo đạo dẫn cái chị em trở lại đường tu, lập công bồi đất phong thu. Con ơi, thấy con quá tốt, cha mừng cho con. Lời cầu nguyện con đã cho rồi, cha cho tội nguyện đó nghe chưa. Còn con có ba đứa con còn một. Số ba nào, còn số ba nào. Số ba này. Chuẩn bị nha. Số bốn này, số bốn là chi là... Dạ cha, đoàn số 3 thanh thành lần đó. Lại ba lại thì nghe luôn. Đường xa nhiều gợi con à, gian nan gánh chịu đạo nhà con lo. Mấy năm nay gặp cảnh gai lo mà ba con cố gắng tốt cho mừng mẹ con. Nay cho đỡ con lên rồi đó, đáng là con đi. Con tối gì? Dạ con tử tế. Trăng 12, trăng viên và trăng 2 con nhồi nhã ráng chịu nghe chưa. Qua trăng ba cho hứa đợi cũng nên tội nguyện hết. Ba năm nay con bằng chẳng được nhiều con ơi, hướng dẫn chắc nhiều tất cả các ơi, hớp nhiều nhồi nhã không tha. Cuộc đời con đã gian nan, từ đây sắp tới nhẹ nhàng tấm thân, nhớ trăng ba cho đưa con lên cho 10 điểm. Dạ ra đoàn chúng tôi Trần Thị Son Củ Chi gồm có 26 đứa con. 26 đứa này có căng hết nghe chưa, ráng đi. Con lái đò đưa rước tứ chi, thân con nhồi nhã giờ này chưa yên. Để giờ trở đi, qua trăng viên chưa được con à. Trăng 2, trăng 3 trở lại, việc làm mới yên. Đóng cha mẹ làm tròn với con trẻ, ráp lập công ma mẹ làm về. Mấy năm chịu năm thân thuê, ôm năm thân khổ trở về thở than. Số 5 đâu, số 6 đâu. Dạ cha, đò số 5. Còn có 2, 3 đứa con. Lại 3 lại, người xuống lại 3 lại. Ráng đi đắp lễ xây mộ, lập công bồi đức ngàn đời. Bao năm nhồi nhã con, thấy con nhồi nhã cha đàn xót xa. Nay thấy công đạo con những mà đó cho mừng cho con rồi. Sáng công việc tất cả hết nghe chưa? Nhờ con dắt việc đó cho 10 điểm vàng son. Dạ cha, đồng cháu Lê Vũ Mạnh gần có 29 đứa con. Cái này mình số mấy ta? Lại ba lại. Con ơi, có căn có lúc cãi trời, tâm con là số 6, số 6, số 6. Còn mình không? Số 7 không? Không, số 7 không quan mấy đâu. Nhưng mà con ráng lo. Đứng. Cha cho xuống thế là con tự định. Giờ con thất khổ đừng than hay chưa? Từ ra sắp tới cho rõ ràng, làm đâu rất rõ gì nhà tạm yên hay chưa? Hiếu trung đạo đức con tròn đó, chắc gì anh chị phải ơn gian nan. Từ đây tới nhẹ nhàng cho con bớt khổ sắp cần bớt lo, nhớ đường mà lại lắm không bồ đức nghe chưa. Nếu trật cha quỷ cho 10 điểm. Dạ cha, đoàn Võ Thị Nhất số 7 gồm có 234 đứa con. Sông sâu sầu dặn có đâu biết được,
biết ai không tốt xấu con ạ. Đời con nhiều cảnh gian nan, bao năm dồi dào gian nan kỳ, bao năm mọi miệng dậy thì từ đây sống thớ chuyện gì cũng qua sẽ cho mọi miệng. Ráng lại thì đứa đứa con khuyên anh chị làm tròn trở lại nghe chưa. Đời con cũng có vậy, đứa con còn gian nan khổ hại cha xã. Lấy giấy đi. Dạ chúng ta làm đi đoàn thả đi xíu làm có khỏe không? Kiếp kia con nặng tu thiện, kiếp này xuống thế ra thiện. Thấy con đạo hạnh vừa rộn rộn, cha thương con biết đạo thức tu, lập công đến công phu. Mấy năm nhộn nhã con đạo cũng thở than, đêm nay điểm đạo trần gian cho đồ con vừa điểm nhẹ nhàng ở trên nghe chưa? Dạ dạ đoàn xuống chính phạm đi xa gồm có 22 người. Ủa mấy đoàn hả chú hai? Chú hai mấy đoàn? Mấy đoàn? 22 đứa con, có một đứa, 3 đứa.